Đây là trước cổng chùa nha cả nhà. Quang cảnh ra buổi tập gian ngò của chùa Chầu Quýt mới ha. Thì Trường Dương sẽ ghi hình các vận động viên của chùa Chầu Quýt mới tập dượt cho ngã nhà xem ha. Hôm nay thì nói lên đây mà chưa có lên được lần nào. Hôm nay thì Trường Dương lên đây để ghi hình cho cả nhà xem. Đây, rất là đông luôn ha, rất là đông vui. Bởi vì ghe chùa Chầu Quýt mới thì lần đầu tiên có ghe ngò. Các vận động viên cũng háo hức tập dượt. Rất là vui luôn nha cả nhà. Giờ đây là lần đầu tiên Trường Dương ghi hình các vận động viên của chùa Chầu Quýt mới tập dượt nha. Nãy giờ không biết có tập dượt nào chưa nữa. Ủa bữa nay nước cạn quá ha. Nãy giờ tập dượt nào chưa chị? Tập rồi. Dạ hả? Nghỉ 10 phút rồi tập lại ha. Đi qua trước rồi, cái đó là chỗ nào làm dấu. Để dàn tập bữa nay nước cạn quá ha. Nước cạn. Cái đứa đó mà bơi vỗ lại rồi. Đây là quang cảnh chỗ tập dượt của chùa Chầu Quýt mới, rất là đông luôn cả nhà, rất là đông vui ha. Ở chỗ này có cái cầu, Trường Dương sẽ lên cái cầu ghi hình cho cả nhà xem. Cái cầu này là cái cầu đi vô chùa Chầu Quýt mới nha cả nhà. Thì trên đây mình ghi hình xuống cũng rất là đẹp. Đây dàn tập của ghe ngò chùa Chầu Quýt mới ha. Đó, khán giả trên bờ quá đông luôn cả nhà. Đứng ở đây thì Trường Dương thấy hơi xa nha cả nhà. Đây là quang cảnh của tập dượt của ghe ngò chùa Chầu Quýt mới ha. Bây giờ còn sáng thì chắc Trường Dương quay quay máy lớn cận cảnh các vận động viên cho cả nhà xem ha. Đây là quang cảnh chỗ chùa Chầu Quýt mới tập dượt nha cả nhà. Thì các vận động viên đang tập phía dưới. Để Trường Dương đi dài quá, phía sau quay các vận động viên luôn. Cho anh xin quay. Thank you.
anh em tập mới mới nên cũng chưa mấy giờ điện cả nhà. Vậy là được hai hiệp không các em. Người lớn tập thì ở ngoài kia mấy đứa nhỏ vẫn còn bơi vỏ lãi nha cả nhà. Quá sung luôn nè. Đây là. Đây là. Các bạn động viên đang chuẩn bị để tập thêm lần thứ ba nghe cả nhà. Dàn tập mới của chùa Chầu Ít mới cũng ngay trước mặt chùa luôn nghe cả nhà, nhưng mà bữa nay nước hơi cạn á, chừng chưa thấy móc dầm hơi không mấy được sâu, nước nó hơi bị cạn đó cả nhà. Để Trường Dương coi thêm vòng nữa thì Trường Dương sẽ kết thúc video rồi cả nhà. Các hoạt động nhí của Trường Dương mới cả nhà, không bơi vỗ lại, đam mê từ nhỏ. Các bạn động viên đang chuẩn bị tập lại nghe cả nhà. Trường Dương sẽ ghi hình một lần nữa, Trường Dương sẽ kết thúc video ha. Với cả nhà lên đây ghi hình cho cả nhà xem thì Trường Dương lên tới đây. Dù ở ngoài kia ra bơi ở ngoài rất là nhiều. Nhưng mà Trường Dương vẫn ghi lên đây ghi hình cho cả nhà xem ha. Thứ ba mà các vận động viên của chùa Quýt mới tập nghe cả nhà hôm nay ha, là hôm nay là lần ba. Rồi kìa, ngồi nè quen lắm nè. Hay còi. Hay còi. Cái còi này hơi dữ lắm nè.
cây nè, đây cây đứng giữa cây, hình như tới 4 người luôn, 4 người thổi còi luôn cả nhà. Bây giờ chủ yếu là bơi đều đều để cho nó đều tay nghe cả nhà. Nữa xuống hạ xuống ghe chắc hạ chỗ kia ra chỗ mà cái đường mà chưa có xi măng đó, cho ở đây người ta làm bờ kè hết rồi, làm bức tường hết, không có xuống được, xuống đường kia. Bây giờ trời cũng sụp tối rồi, Trường Dương xin kết thúc video cả nhà. Thì các bạn nông dân vẫn còn đang tập á, Trường Dương xin kết thúc video tại đây ha. Trường Dương sẽ cập nhật ghe ngò hạ thủy cho cả nhà xem. Bây giờ thì Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Chỗ tập giờ này tối hù luôn cả nhà, không có quay được. Vậy là Trường Dương kết thúc video cả nhà. Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.